Cô là mẹ mẹ cô là anh Trung. Cô ở cô ngồi đất đó luôn đi con. Mẹ cô ở chung. Dạ. Thế cô cho con hỏi nè. Còn chú bị cha của anh Trung á là người chạy xe hay là anh Trung chạy xe? À, chú chạy, tại vì Trung không biết chạy. Anh Trung không biết chạy xe. Không biết chạy xe mà cũng không cà phê, không có thuốc mà cũng không có cái gì á. Đi làm về là ở nhà với mấy đứa cháu thôi. Ba đứa cháu của Trung. Là Trung chỉ có bọn nhỏ thứ hai mà có chồng. Ba có chồng rồi mà đi làm mướn ở trên thành phố á. Rồi để bà cháu ở đây mà cho bà ngoại nuôi nên Trung đi làm để Trung giúp đỡ với mà cha mẹ ba đứa cháu ngoại. Thế còn bây giờ là tình trạng sức khỏe của ba của anh Trung như thế nào? Giờ cũng chưa biết, bây giờ là hiện giờ tay của anh thì băng bột, giò thì bác sĩ sẽ cho ba thông báo với mình là sẽ mổ, nhưng mà tại huyết áp của anh nó quá cao, huyết áp của ba Trung quá cao nên không thể nào mổ được, nên mà bây giờ là chứ mình dập phổi nữa, phải qua Trung ương Cần Thơ mới biết được. Dập phổi đó cô. Ủa chị cho em hỏi là khi mà em Trung qua đời hồi chắc nào hết chị? 9:30 9:30 nào chị? Là 9:30 sáng. Chào chú anh chị nha, hiện tại em đang có mặt tại cầu Cá Chơi. Cầu Cá Chơi thuộc khóm 2, phường 3, thành phố Vĩnh Long đó cả nhà. Thì ngày hôm kia là ngày thứ bảy, là chiều khoảng 8:00 thì gia đình của chú có hai người chạy xe cho chú chở con chú đi làm ở bên khu công nghiệp Hòa Phú, thì cũng không may thì bị xe của người ta va chạm đó cả nhà, va chạm trúng hai cha con luôn. Thì chú thì bị thương rất là nặng, bị gãy 2/3 sườn, gãy giò, gãy bả vai luôn. Còn con của chú là 27 tuổi thì đã không qua khỏi nha cả nhà, và đã ra đi luôn. Thì hôm nay em cùng với những anh bạn YouTube đến đây quay chia sẻ. Thì rất mong được sự chung tay của cộng đồng mình trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho gia đình của anh Trung vượt qua cái nghịch cảnh khó khăn hiện nay nha cả nhà. Thì đây là cái con gạch của cầu Cá Chơi nè cả nhà. Thì trước đây có một cái chùa Long Thạnh Tự. Còn đây là cầu Cá Chơi nha cả nhà. Cái con đường mà để đi ra nè. Thì bây giờ mình sẽ đi vô trong đây để xem ở trong này nha cả nhà. Thì có mấy cô chú mình xem ở đây. Đây cả nhà, đây là cái anh mà bị tai nạn cả nhà. Thì đây là cả nhà ơi, đây là cái di ảnh với của anh Trung cả nhà. Thì anh Trung là tên là thật là Nguyễn Hồng Trung, sinh năm 1998 cả nhà. Thì chiều thứ bảy lúc khoảng 7-8 giờ tối đó, ba của anh Trung có chở anh đi ra khu công nghiệp Hòa Phú để đi làm. Thì không may thì gặp bị một chiếc xe kia nó tông sao mà ba của anh Trung thì gãy 2/3 sườn, gãy cái giò với gãy cái bả vai. Thì giờ nằm trong bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đang chuẩn bị chuyển qua bệnh viện Trung ương Cần Thơ rồi đó cả nhà. Còn anh Trung thì đã không qua khỏi nha cả nhà, đã qua đời hồi hôm qua là ngày 25 tây tháng 2 năm 2024 hồi lúc 9:30 đó cả nhà. Thì anh Hưởng Dương thì được quản quản chỉ có 26 tuổi. Thì nghe nói thì ngày mai thì 27 tây tháng 2 năm 2024 nhằm ngày 18 tháng giêng năm Giáp Thìn nha cả nhà, thì linh cữu của anh sẽ đi quả táng tại Sa Đéc, Đồng Tháp nha cả nhà. À, chị cho em hỏi chị là như thế nào với lại Trung hả? Cô ruột. Cô ruột à? Dạ. Dạ. Chị tên Loan đúng không? Dạ đúng. Chị cho em hỏi là cái sự việc nó xảy ra như thế nào mà lại? Thì cha Trung đưa cho Trung đi làm công nhân của bà Phú. Thì đi vô nó gặp tai nạn. Lớn lớn chút cô. Thì cha Trung đưa cho Trung đi làm vô tới thành phố Hòa Phú thì bị gặp tai nạn giao thông. Thì xe nó đụng hai cha con. Thì thằng con thì bị mà thương chấn thương sọ não chết. Còn cha thì bây giờ là gãy tay rồi gãy chân, gãy ba sườn rồi, thì bây giờ là coi như là bị mà dập phổi phải chuyển qua Trung ương Cần Thơ. Ủa nhưng mà bữa đó là mà chú với em trai đã bị nạn là lúc đó mấy giờ ha chị? 7:36 Là 7 giờ tối. Dạ đúng. Dạ. Là đi xe gì vậy? Dạ đi xe Honda.
Còn còn những cái người mà gây ra tai nạn đó thì là... cũng là bằng đi xe Honda, mà xe Honda luôn. Nó đi chiếc ẹt. Còn những thì anh chạy, anh chở con đi và làm lại, nó đi làm ca. Dạ. Ca từ 8 giờ xa tối cho tới 10 tới 6 giờ sáng. Là đi làm 10 tiếng. Dạ. Rồi tới đó là nó bị tai nạn. Dạ. Rồi ở bên gây tai nạn có xuống đốt nhang cho em chưa? Chưa thấy ai, nó tổng thấy ai. Dạ, chưa có thấy ai à? Dạ. Không thấy ai. Rồi có biết người gây tai nạn không? Biết. Biết mà thì chưa xuống. Giao thông nói là để cho giao thông mà xử lý giải quyết. Dạ. Bắt dính rồi hả chị? Không biết có bắt dính hay không, nhưng mà là coi như là giao thông nó để giao thông giải quyết. Dạ. Dạ. Là cho em hỏi là anh Trung này là năm nay bao nhiêu tuổi hả chị? Dạ 27 tuổi. 27 tuổi? Dạ 26, 27 tuổi. Có gia đình chưa chị ha? Dạ chưa. Chưa có gia đình dạ, luôn. Dạ tại nó là trụ cột tránh gia đình giờ. Mẹ nó là... Đây là mẹ của anh Trung. Mẹ nó cũng... Cô là mẹ, mẹ dạ, của anh Trung. Dạ, cô mẹ đây nói chuyện. Cô ngồi đất đất đó luôn đi con. Cô cũng rất là mẹ của Trung. Dạ. Thế cô cho con hỏi là còn chú bị cha của anh Trung á là người chạy xe hay là anh Trung chạy xe? À, chú chạy, tại vì Trung không biết chạy. Anh Trung không biết chạy xe? Không biết chạy xe mà cũng không cà phê, không có thuốc mà cũng không có cái gì hết. Yeah. Làm về là ở nhà với mấy đứa cháu thôi. Ba đứa cháu của Trung là Trung chỉ có bọn nhỏ từ thứ hai mà có chồng, ba có chồng rồi mà đi làm mướn ở trên thành phố á. Rồi để bà cháu ở đây mà cho bà ngoại nuôi, nên Trung đi làm để Trung giúp đỡ với cha mẹ và ba đứa cháu ngoại. Dạ. Thế còn bây giờ là tình trạng sức khỏe của ba của anh Trung như thế nào rồi? Bây giờ cũng chưa biết, bây giờ là hiện giờ tay của anh thì băng bột. Dò thì bác sĩ sẽ cho ba thông báo với mình là sẽ mổ. Nhưng mà tại huyết áp của anh nó quá cao. Dạ. Huyết áp của ba Trung quá cao nên không thể nào mổ được. Dạ. Nên mà bây giờ là chứ mà chị dập phổi nữa phải chuyển qua trung ương Cần Thơ mới biết được dập phổi nó cô. Ủa chị cho em hỏi là khi mà em Trung qua đời hồi chắc nào hết chị? 9:30 9:30 nào chị? Là 9:30 là sáng hôm qua. Dạ. Ngày 16. Dạ. Là có đưa em đi bệnh viện đâu không? Có đưa đi qua bệnh viện, xuống bệnh viện Vĩnh Long rồi xong mới chuyển qua trung ương Cần Thơ. Dạ là qua Cần Thơ là được đi, nhưng mà em Trung qua đời là ở bên bệnh viện trung ương Cần Thơ. Trung ương Cần Thơ là em qua đời là ở ảnh luôn ha. Dạ. Dạ. Bây giờ là chú ba của anh Trung á là tên gì? Nguyễn Thanh Tùng. Chú Tùng á, bây giờ hiện tại á là chú đã biết được con mình bị như thế này không? Không dám cho biết. Không dám cho ông hay. Đúng rồi đó chị. Tại không vì dám giấu mà. Dạ. Chú dạ. Ông năm nay bao nhiêu rồi chị? 56 57 gì đó. 56 57. Thì là cái người áo xanh đó các bạn là mẹ của chú em Trung là có bị bệnh gì nữa không? Tai biến tim rồi bị huyết áp. Dạ. Tim nữa. Dạ. Nhiều dữ hả? Bệnh gì mà? Dạ, ổng bệnh có bệnh nền mà. À, dạ dạ. Bây giờ vậy, bây giờ ai đang chăm chú ở trên đó? Bà chị thứ sáu. Dạ. Với thằng ghẻ. Ở hiện tại chú Tùng tỉnh lại chưa? Thì có tỉnh nhưng ảnh rất là mệt. Đúng rồi. Vì áo và tim. Nhưng mà nói chuyện không có được, nó lớn rồi, ảnh hiện giờ ảnh rất là mệt. Nhưng mà ổng có biết cái sự việc đấy nó xảy ra như thế nào không? Biết. À, là đầu óc vẫn còn đang tỉnh táo ha. Anh biết. Anh có hỏi thử tình cảm. Có, anh có xuống là cứ anh hỏi con anh không à. Dạ. Hỏi con anh gửi vậy như là bây giờ là anh cứ nghi ngờ là con anh chết. Tại vì con anh khi mà té xuống á, đập đầu xuống á là nó dãy trước mặt anh. Ủa nhưng mà Trung có đẹp có đội cái nón bảo hiểm chưa ha? Có đầy đủ đội nó, đầy đủ nhưng mà không biết cách sao mà té mà tại vì cái người bị tai nạn nó chạy rất là nhanh. À. Chạy rất là nhanh nên xỉn nó xỉn. Hàng nó xỉn nên nó chạy rất là nhanh. Dạ. Khi mà nó tông mà hai cha con á thì té xuống á. Trung té xuống thì với cha Trung á thì cha Trung cũng còn biết. Dạ. Thấy con mình dãy trước mặt mình. Rồi. Rồi cha Trung có kêu cứu con tôi với, cứu con tôi với, cứu con tôi đi, đưa con tôi đi trước đi. Đưa con tôi đi nhà thương trước đi. Dạ. Chú muốn bò lại mà cha Trung muốn bò lại để cứu gái con mình á. Thì cha Trung đau quá bò không nổi. Dạ. Chứ nhờ người ta mà kêu cứ nói bằng cái miệng vậy đó. Dạ. Cứu con tôi đi, cứu con tôi đi. Ủa nhưng mà hồi nãy em có nghe nói hô là chú với em Trung là đang đậu xe trong lề đúng không chị? Không, cái dạng như là chạy xuống qua khỏi dốc cầu mà Lộc
quà là tới cái ngã ba thì mới bỏ xi nhan để qua lộ thì tới cái mà con lương đó đó là con đường lương để dành cho những người ta đi qua. Biết rồi thì chú thấy chạy cái anh cha của Trung thấy chạy chiếc xe chạy rất là nhanh chú nên ảnh sợ ảnh không có dám qua nữa, ảnh mới ngừng ngay chỗ giữa cái ngã ba ngay ngay của ngã ba đó đó thì nó coi như là nó tông trực diện ngay ảnh luôn, nó tông như vậy nè. Nó tông rất là mạnh nên tại vì hồi nãy em có xuống dưới là huyện Long Hồ em lấy xe mà bảo hiểm á thì nó đang khám nghiệm chiếc xe thì em mới dòm chiếc xe em thấy là nó tông chiếc xe của anh của em là tông như vậy. Nó tông như vậy nè, tông thẳng vô luôn. Dạ, nó tông thẳng vô luôn. Rồi hai người đó có bị gì không? Tôi có một thằng thì bị gãy chân thôi, còn thằng kia là xây xước nhẹ thôi. Ủa sao là cái người gây tai nạn là bị gãy chân cái hai thì bên cái tai nạn thì nó nghĩ có một thằng gãy chân còn một thằng thì không có bị gì hết. Quá đau lòng, nhưng mà gia đình tôi thì cũng hoàn cảnh khó khăn mà tôi chứ chị. Con nghe nói là gia đình nhà mình cũng rất là khó khăn. Mình ở trọ luôn đúng không? Ở lúc trước thì đâu đây thì để đó ngồi em cho ngoại em sẽ em quay luôn rồi để cho bà con mình xem. Là mình ở bên đây mà nước ngập dữ quá. Ủa bộ là chị ở cái nhà trọ hả chị? Ủa nhưng mà gia đình của chị là được bao nhiêu người? Hai vợ chồng của mẹ con gái. Dạ. Chung với chị với chú với ba đứa nhỏ. Vậy là là tổng lại là bao nhiêu người cô? 6 người phải không? Tổng là nhà của cô đang ở hiện tại á. 7 người. 7 người. Mình ở trọ vậy chắc là khó khăn lắm vậy rồi còn cái tiền mà bây giờ mình đang ở chỗ hàng hương rồi thì như thế nào? Ồ mà rau xanh là có mẹ của anh 27 tuổi. Nhưng mà mình đang làm đám cho em Chung là cái nhà này là cái nhà của bà nội em Chung. Là cái nhà bà nội ha. Nhưng mà cô á là cô ở trọ ở phía sau này. Dạ. Cũng rất là khó khăn luôn các bạn. Con thấy cô cũng hơi xanh xao, cô cũng mệt Bữa mà nó bị đụng rồi suốt luôn tới bữa nay, ba Trung Hương rồi thấy nó rồi xỉu tới nhờ mấy cô nó cứ mấy cô nó trong rồi lo qua bên đây xỉu rồi mấy cô nó chạy xong rồi tới nó tới mua cái chị. Em thấy cặp mắt của chị sưng luôn rồi kìa, khóc có hả chị? Khóc sưng mắt luôn rồi. Chứ em nghe nói là chị hàng ngày là chỉ đi làm tỏi đâu, lặt tỏi thôi. Lãnh củ hành về lộ, 4 giờ sáng đi mà tới 9 giờ rưỡi thì cũng mừng cho cái chủ củ hành. Là một ngày là cô được bao nhiêu? Nhiêu cô? Trời ơi, ủa sao mà năm chục vậy? Sao mà ghẻ ghê vậy? Ghê vậy. Thấy không có làm gì làm được đồng nào hay được. Giữa ngày ba đứa cháu ngoại. Rồi 50 ngàn đó rồi một ngày rồi sao cô xì sợ nổi? Thì tới đâu hay tới đó. Chứ ngày gì mà thu hoạch có 50 ngàn sao mà sống rồi. Hồi nãy em có nghe nói là trong gia đình của cô là nó là cái em Chung là trụ cột trong gia đình Đức đúng không hả chị? Anh Trung là anh làm nghề gì đó là khỏi cô? Công nhân Gò Phú. Là mọi cái nguồn chi phí là cũng là dựa vô cái số tiền lương của anh thôi. Ủa nhưng mà chưa có vợ luôn. Ủa nhưng mà cho em hỏi là ở trên công ty Bà Phú là có đi xuống đây đó. Đây chưa hay rồi? Dạ có. Giờ nhà cửa thì không có, thậm chí là phải làm đám là cũng phải nhờ vô nhà cửa. Nhà có một bà nội. Nhà ở trọ. Cô cho con hỏi là cô nói là ở mấy cô có nuôi là ba đứa cháu ngoại hả? Ba đứa cháu ngoại nè, đó đây trước mặt đi. Đây. Ba đứa cháu ngoại là ba đứa cháu gái không? Dạ, ba đứa cháu gái. Cha mẹ ba đứa đâu? Đi làm ở trên thành phố gửi cho bà ngoại. Dạ. Rồi đi làm có gửi tiền về nhiều không con? Dạ, có tiền nó gửi. Một ngày là hạnh phúc. Chưa nào như tăng ca được, nghỉ
có chuyện gì nó bị gì. Nói chung ra thì gửi cũng 3-4 triệu. Dạ. Ủa chị cho em hỏi là bây giờ em Trung đã qua đời như vậy rồi, chừng nào mình mới đưa cho em Trung đi ăn nghỉ ha chị? Dạ, ngày mai, 8 giờ ngày mai. Vậy là 8 giờ ngày mai là của mình chôn ở đâu chị? Ủa vậy là mình đi thiêu? Ủa vậy là ngày mai 8 giờ là đi thiêu xe đét hả chị? Dạ. Quá trời xót xa luôn rồi. Một người là đàn ông trụ cột trong gia đình mà bây giờ đã qua đời nha. Rồi chú ở nhà mình có làm gì được không? Lúc trước tai biến thì cái thôi thấy gì ông mà cũng nhỏ rồi thôi để nhà lo ba đứa chú ngoại với chị Hành về đó rồi làm phụ. Làm phụ phụ cho thơ vậy thôi ha. Rồi bây giờ anh cũng bị như thế này rồi thì không biết sau này nó cuộc sống của gia đình không biết sao nữa đây. Rồi. Nước mà không biết cái gì. Dạ. Chứ nghe chị nói chỉ đi làm ngày có 50 ngàn rồi. Đau lòng chứ. Cắt tỏi đâu có nhiều tiền. Thì lột, chỉ lột tỏi, tỏi trắng hả chị? Dạ, củ hành tím. Vậy là củ hành tím, biết rồi, biết rồi. Củ hành với củ tỏi. Dạ. Mọi ngày có 50 ngàn rồi, mấy xe sở cháu ngoại nữa. Cái đó là một người ăn nữa. Nói chung là sao đủ? Phải 1 ngày 50, phí 2 ngày, 3 ngày mới được 50. Trời ơi. Ủa? 2-3 ngày mới được 1 chục ký. Lột sao mà ghẻ ghê chứ. Có 5 ngàn, tại vì mình lột rồi mình lột củ hành, mình lột củ tỏi, củ hành. Biết rồi, biết rồi, là 1 ký có 5 ngàn à. Dạ, 1 ký 3 ngàn, sau này cái tháng gì không có 3 cái nhỏ thì chị lên cho được. Rồi mà khi mà em Trung với bà chú nằm viện vậy rồi tiền ở đâu mà chị xoay sở rồi chị? Chị cũng mượn đồ này đồ kia. Cũng như là mình mượn rồi mình đắp qua đắp lại ha. Là hổng gài là của chị là tốn khoảng bao nhiêu tiền à? Như coi như là chị cũng không biết là nhà thương nó. Dạ. Chạy rồi cô nói trước mắt là bữa hổng xuống với nhà thương với là đóng tiền viện phí là con nhỏ em vợ thì em đóng. Dạ. Là ở của bệnh viện Vĩnh Long. À. Mà khi qua bên mà Trung ương Cần Thơ thì đóng là chụp hình CT cho bé Trung là 3 triệu. À. Là coi như là rồi khi bé Trung mắc á qua đời á thì xe mà đưa về á là 1,6 triệu. À. Chi phí này nọ là ra cũng 2 triệu mấy. Rồi bây giờ chú đang nằm ở bên Cần Thơ là tốn tiền nhiều nữa. Bây giờ đâu chuẩn bị chuyển đi thì hồi nãy nghe nói là chị đi đó. Bắt đầu chuẩn bị chuyển đi là chị. Em cái dạng em có đứng ra mượn cho chị là trước mắt là 15 triệu. 15 triệu rồi ha. Dạ. Mà anh để cho chị lo cho. Dạ. Trời ơi, sốt thiệt chứ. Mình không có bảo hiểm. Cái hoàn cảnh quá trời khó khăn. Có bảo hiểm rồi đó. Yeah. Là tại vì lý do là không phải là tốn tiền nhà thương nhiều mà lý do là khi Trung mắc đó là mình tốn tiền viện phí mà đưa tới đưa lui đó. Dạ. Xe tôi cứu thương á. À. Chứ còn viện phí không có bao nhiêu. Dạ. Rồi bà chuyển về đây cũng 1 triệu mấy. Dạ. Mấy cũng như 2 triệu chạy ra 2 triệu. Tiền này là còn tiền mượn không? Dạ đúng rồi, tiền mượn tiền vay không? Dạ. Rồi. Chứ nhưng hai mà... ngày cô mới được có 50 ngàn à. Mà bây giờ đâu là ra... cô mượn mà tiền để mà lo cho chú với lo cho em Trung như vậy rồi bây giờ sao mà cô có tiền để mà sau này trả lại cho người ta trời. Tại vì cô lạc hành 2 ngày 3 ngày mới được có 50 ngàn. Lạc hành mà 2 ngàn mới được 50 ngàn thiệt chứ. Cái phần mà ba đứa cháu rồi nó cũng lô bu, không có đi làm chỗ xa được. Phải bắt buộc mình phải ở nhà, phải lột tỏi củ hành thôi chứ. Bỏ mấy đứa cháu nhà đâu được. Với phần là chú cũng bệnh nền đó. Dạ. Chị thì làm cơm, rồi rảnh thì đi rước, không rảnh thì ông xã đưa. Dạ. Thế cha mẹ của ba đứa nhỏ có về được chương trình? Về rồi hết đầy đủ mà cha thì đưa ông xã chung với mấy anh á, mấy em nó đi đưa cha nó qua bển. Còn mẹ thì mới đây nè cũng xỉu lên xỉu xuống nữa. Thì bây giờ hai chập mấy cô với mấy em. Tại vì khi là cái đứa con gái của cô ở trên Sài Gòn mà khi nghe cái thông tin là đi về hồi nào ha? Trong đêm đó luôn, ông chủ làm bao xe về tóc hành rồi ổng trả tiền luôn. À. Dạ. Tại vì sao là thằng dễ đang làm nghe một cái thông tin quá trời chấn động luôn mà. Sốc quá trời. Bao xe cho dễ về sao? Ông sợ đi xe ngoài nó lâu rồi ổng bao xe cho nó về luôn. Dạ. Trả tiền. Anh chị đó làm trên thành phố Sài Gòn á hả?
làm cho nó hãy gửi ba đứa con ở đây. Dạ. Ông bà ngoại nuôi. Dạ, ở nhà trọ. Ở nhà trọ trong đấy đi làm, chắc đi làm công nhân đó con. Làm công cho cô, tư mình ở ngoài làm coi như là làm bên với tiền dần. Dạ. Mình phải gửi con ở đây, chứ ở trên đó thì chi phí nuôi ba đứa nhỏ cũng chịu nổi. Gửi rồi. Nhờ ông bà ngoại. Thì phải thành ra hai chồng thì ăn. Nói anh Trung là hiền lắm luôn hả cô? Hiện như cục đất luôn. Trời ơi. Coi như ở sớm này không biết nó luôn. Mới biết chừng 2 năm nay, 3 năm nay. Chắc cô nó cũng không biết nó tên nó luôn. Không có ai biết, có chỉ kêu bé Ngà là kêu ở ngoài vậy, tên nó ngoài thôi. Dạ, tên Ngà. Cô cũng nhớ nhỉ. Tên Trung, tên Trung. Tên Trung. Là. Bây giờ mỗi lần mà anh ở nhà hả cô, là ảnh làm gì ban ngày? Ảnh đi làm ban đêm đúng không? Đúng rồi, còn ban ngày ảnh ở nhà ảnh làm gì? Ở nhà ngủ, như làm đêm thì ở nhà ngủ. À. Ngủ rồi cái tới tầm 2 giờ thức cái là bắt đầu ăn cái ăn cơm chiều, là ăn cơm chiều là thành ăn cơm trưa đó. Dạ. Là bắt đầu tối đi tiếp. Đi cứ đi làm rồi về nhà, cứ ở trong nhà vậy rồi là không có vợ luôn đó. Không luôn, không có bạn gái mà không có bạn trai luôn. Dạ. Ý là có một thằng ngoài quận một Bắc mà ở đây sống ở đây với ông nội bà nội là nó chơi chỉ có một bạn thôi. Nói chung là quá trời gần như là có bạn bè, chỉ có một người bạn thôi. Dạ. Đi về rồi như là ngày thì chiều về ngủ nghỉ với ba đứa cháu, làm đêm thì ban ngày ngủ. 3 giờ vậy là ăn cơm trưa rồi đó, là chiều đi làm tiếp vậy. Đó. Rồi đó rồi. Mà không biết lái xe. Không luôn. Là chú là phải bình thường là chở đi làm rồi chở về. Thanh niên mà hiền dữ vậy. Anh có con nhậu không cô? Dạ không luôn, thuốc không luôn. À mà chú chạy mà đâu phải ảnh chạy đâu. Mà còn nói chung ra thuốc hút ngày kia cũng không biết gọi là dạ. Cái gì luôn. Quá trời hiền. Cái ông mà trực diện như vậy rồi xe cổ mình có như thế nào? Giờ em không được đó, chị cũng không biết luôn. Dạ. Nhưng mà mình nhìn vô cái hư hại của xe thì mình biết cái tình huống như thế nào. Nghe nói là cái đầu cũng banh tiêu hết trơn. Dạ. Ủa nhưng mà chú chạy đi bằng mà. Bằng cái chiếc xe gì hả? Nogo. Hả? Nogo 4 à? Dạ. À, biết rồi. Mà ông chạy chậm dữ lắm. Ông chạy nó đỡ hơn chiếc xe đạp chút xíu. Ôi trời. Tại vì nãy em cũng có nghe là cái anh kia ảnh nói là ảnh chạy xe chậm đi đây lên Bò Phú mà anh chạy tới một tiếng mấy đó. Dạ đúng. Nghe đi, người ta kể. Như con làm là ca 7 giờ là tầm 5 giờ là 5 giờ mấy đi rồi. Dạ. Bây giờ dưa 6 giờ gước là tầm 4 giờ mấy gước mấy đứa này xong là đi vô chậm luôn. Dạ. Đi kịp giờ đi gước mấy gước nó. Trời ơi. Chứ phần chú cũng bệnh mình nền á, cũng yếu cũng lớn tuổi á. Chạy có chậm quan còn. Nhưng mà chắc mấy người kia cho hai người kia chạy chắc nhanh lắm á. Tại vì nhanh lắm. Say rượu nữa. Dạ, bởi công nhân giao thông á là cũng biết đi quan sát hết trơn rồi, là giao thông cứ điện tới tấp thằng này không. Cứ hỏi thăm thằng này không, thấy vậy đó rồi giao thông điện tới. Dạ. Yeah. Thế nè, 6 giờ sáng này nhà máy nó hết pin nên ra không có điện qua cho cô hết. Dạ. Mà người nhà của bên kia chưa tới dạ, thăm gia đình mình luôn á. Kỳ vậy ta? Mình có biết là hai người mà đó là người ở đâu không cô? Dạ, chị cũng không biết. Chưa biết thông tin gì luôn á. Thường thường thì bên giao thông họ sẽ không cho mình biết. Tại họ sợ người nhà mình có gặp có người bị như thế này á. Là lỡ mình nóng lên nó mình làm một cái gì bậy á, thường bên giao thông họ sẽ không cho mình biết. Tại vì có cô nó ở đây nè, là mấy gặp chị gì bữa ở trong điện ra là chị cứ lo cho mình này không, chứ chị cũng không biết. Và cô nó nhỏ nãy là nó mấy gặp đó. Dạ. Yeah. Yeah. Sao chị mà... cô bên này thì cũng tỉnh táo hơn. Dạ. Yeah. Mình
là trực tiếp là mẹ là vợ thì mình không có thể tỉnh táo được. Chỉ cứ thấy nó đưa vô bệnh viện lớn rồi là cứ thấy nó rồi là tới tấp, rồi bắt đầu cứ lợi nó xong rồi là không chuyển viện rồi rồi bắt đầu không biết còn trời chăn mây nước gì nữa. Rồi cái qua tới bữa anh người bắt đầu là nhỏ con gái nó điện cái nữa nó bao xe nó ông chủ bao xe rồi về là nó phụ luôn á. Rồi cái cô nó nhỏ này nhỏ thứ bảy nè nó mới tới sáng tới 6 giờ cô nó về. Vậy là bắt đầu tới 8, tầm 8 mấy nhỏ con gái điện cô nó qua là khoảng 9 giờ mấy là mất rồi. Rồi qua một đêm. Dạ. Vậy là cô biết thông tin là chú với là anh bị tai nạn là khi nào? Thì tầm cha nó đưa vô là chẳng là 7 giờ 36 phút. Rồi. Ủa nhưng mà rồi người nào cho chị hay đi? Người dân ở chẳng á. À. Người dân gọi điện cho mình dạ, biết. Dạ. Tại vì ông xã ông cũng còn biết à, đọc dạ. số cho dân à, dạ, dạ, dạ. Để đi hai cha con không người nào đem máy theo hết trơn. Trời ơi. Rồi bắt đầu cái bà dân cái bà đó cũng hơi sùng sờn mới điện. Dạ. Chị mới đi kêu cái mới bắt đầu hung quá rồi không biết cái mới điện cho nhé em Út nè, xách xe qua chở đi thì chạy trang đang trên đường đi thì cô có cổ điện lại là cô nói đưa xuống bệnh viện lớn. Chị mới đi xuống bệnh viện lớn thì thấy vừa tới là thì thấy nó đưa vô cấp cứu là thôi máu me gì không thấy luôn, không thấy mặt nó, cứ thấy máu không. Dạ. Trời ơi. Gõ tay ra máu ấy rồi quá nặng rồi. Rồi bác sĩ nói là ảnh là như thế nào mà mất đi là cũng như coi như là chết rồi. À, ý là bị ảnh hưởng tới đầu hay là dập tim hay là như thế nào á? Từ cái đầu lên tới đây là coi như là máu tụ dĩ chẩm nó, rồi nhỏ em thứ bảy nó biết nó coi lại nó coi đó chứ không ai cho chị, tại vì chị gọi là chị bị xỉu chắc là sọ não rồi. Rồi gần nó là thấy là thấy xỉu rồi không? Dạ tội quá trời. Thôi được rồi cô. Dạ dạ dạ. Thì hôm nay bọn con tới đây thì bọn con cũng hỏi thăm trước mắt đó là chi buồn cùng gia đình mình ha. Mình cũng muốn hỏi thăm để chia sẻ một số câu chuyện như vậy cũng con sẽ đưa lên trên cộng đồng mạng á. Dạ. Ví dụ như cũng mong muốn là có con bạn của bác gì là giúp đỡ tay giúp đỡ mình rất nhiều vậy cô ha. Dạ. Trước mắt là mình có một cái khoản để mình lo cái hậu sự cho anh nó được chu toàn hơn. Rồi sau đó nữa có một khoản thêm nữa là để lo cho chú trên bệnh viện nữa. Giờ không biết chú ở trên đấy tình trạng như thế nào. Dạ. Dạ. Mới chuyển đi có để với mấy đứa cháu với mấy đứa em chạy bỏ nó chân. Nãy chị cũng đứng đi là không đứa nào cho đi rồi. Nó gạt lên ở ngợi. Dạ dạ dạ. Thôi mấy cái chuyện đó là cô cứ để cho mấy cô chú ở nhà lo. Mình ở đây là được rồi. Dạ. Ha. Thôi như vậy em cảm ơn chị nhiều. Dạ dạ. Cho hạnh phúc mình cũng cầu. Xem được những cái thước phim như thế này thì mình cũng có thể là giúp đỡ phần nào. Nếu như mình không có được khó, không có kinh tế thì mình cũng có thể là chia sẻ những cái thước phim này để cho nhiều mạnh thường quân biết tới để hỗ trợ cho gia đình phần nào như thế nha. Tại vì anh Trung là lao động chính ở trong gia đình rồi, nhưng mà anh không may gặp tai nạn như thế này thì cũng không có ai muốn như vậy. Mà còn hơn nữa là cha của anh thì hiện tại đang nguy kịch nằm ở trên bệnh viện kia nữa, thì cũng phải làm sao. Dạ, em chào anh Sơn nha. À, anh Sơn là chủ tại Hòm đúng không ạ? Dạ, đúng. Dạ, em nghe nói là bên mình là hỗ trợ cho gia đình của anh Trung là một cái hàng đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Dạ. Hỗ trợ cáo quan cho gia đình. Dạ. Đồng. Anh cho em hỏi là mình có quen biết không hay là
như thế nào mà mình biết rồi mình tới mình hỗ trợ vậy? Thì gia đình cũng có tới để xin à, để có mặt kịp thời để hỗ trợ giúp gia đình. Gia đình cũng yêu cầu dịch vụ này kia đó, cái phần đó thì mình sẽ thanh toán là những gia đình. Còn áo quan thì mình tặng hoàn toàn miễn phí không đồng. Có nghĩa là bên mình là hỗ trợ áo quan hoàn toàn miễn phí. Còn những cái ví dụ như rạp hay là nhạc đồ thì cái đó là mình tính sau đúng không? Thì hỗ trợ được một cái phần nào như vậy là cũng rất là quý rồi. Đúng rồi, đúng cái áo quan bây giờ chắc cũng là 8 đến 10 triệu, thậm chí có cái mười mấy triệu lần chứ không phải là rẻ đâu. Đúng rồi, nó hỗ trợ được phần này hay phần đấy anh ha. Anh cho em hỏi là trại của mình là ở đâu? Gần đình Tân Giai, ở phường 3 cũng phường 3 thành phố Vĩnh Long. Đó là trại hòm Sơn Thọ cả nhà. Cầu lỗ 2 đi vô. Là bên mình là có hay làm những cái mà từ thiện như thế này không anh? Dạ có, cũng thường xuyên đó. Cũng thường xuyên luôn. Và những cái nghĩa cử như thế này thật sự rất là quý cả nhà. Đó, cũng mong cả nhà hỗ trợ những cái trại hòm mà có làm những cái công tác từ thiện như thế này để họ có cái kinh phí họ đi thêm những cái hoàn cảnh khác, gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì mình giúp thêm đúng không anh? Dạ. Thì vừa rồi cũng có hỗ trợ một ca ngoài Bà Kè đó. Bà Kè cũng anh thấy anh quay cái gì thấy à, em biết chỗ đó rồi. Thì cũng hỗ trợ áo quay cho gia đình đó. Quá là khổ bởi vì làm đó ngoài Bà Kè. Bao nhiêu hỗ trợ cho bà già phải không? Anh cho em hỏi là anh biết gia đình này chưa? Anh biết cái hoàn cảnh gia đình này như thế nào không? Biết. Thì trước khi mình lại mình cũng có tìm hiểu hoàn cảnh gia đình. Mình xác thực tận mắt mình thấy thì gia đình cũng rất là khó khăn. Thì cái em Trung này nè, ở nhà trọ bên phường 4 á. Không có ở đây thì nói chung cũng không có nhà của Hoàng Đám. Bởi vì nhà nội đây là nhà tổ, nhà của nội đó. Ở Hoàng Đám. Chứ không có nhà này cũng chắc cũng nghĩ là Hoàng Đám không có Hoàng Đám luôn, không chắc cũng không có làm đám rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Phải ở trọ mà còn không có gì, không có nhà. Anh thấy hoàn cảnh cô quá khổ. Khó khăn. Tại vì thấy khổ đi lỗ lột củ hành là hai ba nhà được 50.000 mà nuôi ba cháu nó với nuôi chú nữa. Là cái em Trung này là lao động chính trong gia đình đó. Thì em cũng có bên nha thì làm ăn thì càng phát triển ha. Và có thể là hỗ trợ cho nhiều cái hoàn cảnh khó khăn như thế này hơn nha. Cảm ơn. Rồi cũng cảm ơn anh đã chia sẻ anh. Thì hôm em cũng có coi clip trên mạng thì cũng thấy đó, rồi mới biết anh đó. Thì cũng mong mấy mạnh thường quân có gì hỗ trợ. Rồi cảm ơn anh. Thì cả nhà giờ này mấy tụi em cũng xin tạm ngưng clip ha cả nhà. Thì hôm nay mấy tụi em đến đây thì cũng có quay chia sẻ lên đây. Có cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn hiện tại bây giờ đó cả nhà. Thì anh Trung là trụ cột chính trong gia đình. Nuôi cha mẹ già với những đứa cháu, con của những người anh nữa cả nhà. Thì không ai thì anh Trung đã qua đời. Ngày hôm qua là lúc 25 tây tháng 2, 2024 đó cả nhà. Thì hiện tại thì ba anh Trung thì còn đang nằm bệnh viện. Thì hôm nay thì nghe nói đang chuẩn bị chuyển qua bên Bệnh viện Trung ương Cần Thơ rồi. Thì gia đình hiện tại giờ rất là khó khăn luôn. Thì rất mong được sự chung tay của cộng đồng trong và ngoài nước. Có lòng hảo tâm thì hãy giúp đỡ cho gia đình của anh Trung đó cả nhà. Để vượt qua cái nghịch cảnh khó khăn trước mắt đó cả nhà. Thì rất mong được sự ủng hộ chung tay của cả nhà mình. Nếu cả nhà mình có muốn giúp đỡ cho gia đình của anh Trung thì hãy liên hệ với kênh YouTube Anh Nhỏ Vlog của em. Em sẽ mang những phần quà đến đây để em trao cho gia đình của anh Trung vượt qua nghịch cảnh hiện tại khó khăn như bây giờ ha cả nhà. Thì kết thúc clip thì em cũng xin cảm ơn anh Sơn, chủ trại hòm Sơn Thọ đã tặng một cái áo quan tài để giúp cho gia đình của anh Trung đỡ được phần nào trong cái lúc mà khó khăn như bây giờ đó cả nhà. Thì giờ này mấy tụi em cũng xin kết thúc clip đó cả nhà.